lắm nha, nhìn vô ống kính này em nha. Rồi rồi bây giờ mình lấy cái đó mình che cái mặt mình lại đi. Đúng rồi ép vậy đó. Rồi cái góc mặt mình nghiêng qua đây chút xíu nha, nghiêng qua đây chút xíu. Đúng rồi rồi mình bỏ cái quạt xuống luôn đi nè, đưa cái tay lên nè, mình diễn với tóc đi nào. Đây nhìn vô anh lấy cái cận nha. Đúng rồi, hất tự nhiên lên em, hất tự nhiên lên đó. Rồi mình nghỉ xíu nha, chỉnh tóc lại cho bạn nha em. Ken. Dạ. Ken ăn ngon không? Ngon. Đây, Ken ăn xong nhớ uống nước nha. Dạ. Đây, chú Tùng để đây nha. Dạ. Ken á, ở đây ngoan nha. Dạ. Chú Tùng phải đi chụp hình mới có tiền mua bánh cho Ken ăn nha. Dạ. Nhớ ở đây ngoan nha. Dạ, chú Tùng có làm đi. Giỏi quá, chú Tùng đi làm nha. Dạ. Ăn xong nhớ uống nước nha. Dạ. Rồi, mình chụp tiếp nào. Rồi, được rồi đó. Đây, chỉnh lại cái tóc ở đây cho bạn nè. Đúng rồi, đừng để nó chẻ ra hai bên gì. Cái tóc ở phía trên đó. Đúng rồi. Đây, nhìn anh nha. Bây giờ anh lấy trung nha. Rồi diễn đi nào, diễn với cái quạt đi nào. Đẹp rồi. Yeah. Rồi, đúng rồi. Đẹp lắm nha. Ken. Em ơi, hôm nay mình chụp tới đây thôi nha. Bữa sau anh bù cho em nha. Ken. Ken ơi. Ken. Ken ơi. Trên thế giới này, nếu xếp hạng con gái khó ưa không nghe lời, cô xếp thứ hai không ai dám nhận thứ nhất ha. Làm nó đủ rồi. Cất đồ đi, đi về. Tôi trở về nè. Tôi muốn làm cho nó xong luôn. Đây là lệnh của sếp. Tôi lấy tư cách giám đốc công ty ra lệnh cho nhân viên của mình. Lại lên. Bây giờ sao? Để sếp đợi vậy hả? Alo, Hằng nghe nè. Trời đất ơi, bây giờ tôi đang ở đâu vậy? Hai tới liền. Có chuyện gì vậy? Bác Khen đi lạc rồi. Cái gì? Tại sao Khen đi lạc? Thì Tùng dắt nó tới chỗ hình, xong rồi kêu ngồi yên, rồi bây giờ không biết chạy nhảy đâu, bây giờ mất tiêu rồi à. Thấy chưa, nếu như cô chịu nghe lời tôi, đâu sẽ ra chuyện này. Bây giờ phải lúc đổ lỗi đâu, anh làm ơn chở tôi tới đó giùm đi. Tùng, Tùng, sao rồi hả? Tìm thấy thằng nhỏ chưa? Tùng xin lỗi, Tùng tìm nãy giờ mà Tùng không thấy. Chết rồi, thằng nhỏ nó ở đâu được chứ? Nè, anh trông bé kiểu gì vậy hả? Anh nhận lời rồi, phải có trách nhiệm chứ. Đang trông thằng bé mà đi chụp hình là sao? Anh thương mẹ nó, phải thương luôn nó chứ. Anh trông không được, để tôi trông. Anh thôi đi. Bây giờ cái chuyện quan trọng là tìm thằng nhỏ chứ đâu phải đứng đây mà gây lộn đâu. Vậy bây giờ, Tùng tìm hướng này đi. Hà tìm ở đây, rồi anh thì vòng vòng ở khu này nha. Đi đi. Có gì báo anh biết nha. Ken ơi. Ken ơi. Ken đi Ken. Ken ơi. Ken. Ken ơi. Ken. Ken ơi. Ken ơi Ken. Ken ơi Ken. Ken là con đâu vậy? Ken ơi Ken, con đâu rồi hả Ken? Ken ơi, Ken chết rồi anh ơi, không
không có thằng nhỏ, thằng nhỏ nó chưa có về nhà. Bây giờ không biết thằng nhỏ nó ở đâu. Con em mà có chuyện gì chắc em sống không có nổi đâu. Mẹ có quan chú Tùng. Kiên, Kiên. Trời, Kiên. Kiên. Trời ơi. Con ơi, con có bị gì không hả? Dạ. Con có bị đau ở đâu không vậy? Rồi hồi nãy giờ con ở đâu vậy hả? Dạ con ngủ ở đằng sau á. Trời ơi. Rồi ai đưa con về? Làm sao mà con về được nhà hả? Dạ con tự về. Chỗ đó mẹ với chú Tùng mới dẫn con đi cho nên con nhớ đường về. Ken, sao chú nói con ngồi im chỗ mà con chạy đi chi cho đi lạc vậy Ken? Con biết con làm chú lo lắm không vậy? Dạ tại con buồn muốn về nhà lấy logo chơi. Nè, bây giờ nghe mẹ dặn nè nghe không? Mai mốt á là muốn đi đâu muốn làm cái gì là phải nói với mẹ, nói với chú Tùng hay nói với mẹ Nga, chứ không có được tự ý bỏ đi như vậy. Con biết con bỏ đi như vậy là mẹ rất là lo lắng, biết không? Dạ. Nè mẹ khóc nè thấy chưa? Có muốn mẹ khóc không hả? Dạ lắm mẹ. Ngoan, thôi bây giờ đi vô nhà nha. Dạ. Nha. Bây giờ đi vô nhà chơi Lego nghe không? Rồi lát nữa mẹ vô mẹ tắm rửa cho. Vô phòng chờ mẹ đi ha. Anh xin lỗi. Tại anh coi bé Ken không kỹ. Để mọi người lo lắng là lỗi của anh. Chị cũng lỡ rồi. Mà cũng lỗi là tại bé Ken nó đi. Nó không có nói với ai tiếng nào hết. Lỗi do bé Ken hả? Lỡ bé Ken có chuyện gì xảy ra, cô có bình tĩnh nói gì được không hả? Anh Quang, ngày mai tôi sẽ nghỉ việc ở công ty anh. Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ việc? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bé Ken hơn. Công việc ngày trước của tôi rất là linh động giờ giấc, cho nên tôi chăm sóc thằng bé rất là tốt. Tôi sẽ quay trở lại công việc đó. Cái này tôi có thể sắp xếp giờ giấc linh động cho cô được mà. Không cần đâu. Tôi không muốn anh can dự bất kỳ điều gì vào công việc cũng như là cuộc sống của mẹ con tôi hết. Sau này nếu mà không có chuyện gì quan trọng, anh đừng có đến đây nữa. Cuộc sống của tôi và bé Ken trước đây rất tốt, cuộc sống của anh cũng vậy. Cho nên là mình đừng can dự vào cuộc sống của nhau, đừng liên quan gì nữa hết. Cô... mong anh hiểu cho. Chuyện ngày hôm nay tìm bé Ken, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh về đi. Xin lỗi. Sẽ tới ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.